Vâng, chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của bên cơ sở đồ gỗ nội thất Giá Gốc. Và video ngày hôm nay thì bên cơ sở em sẽ xin giới thiệu đến tất cả anh chị quý khách hàng một mẫu sản phẩm phòng khách là một bộ sofa đối và một chiếc kệ sofa nha anh chị nhá. Vâng, bộ sản phẩm này vậy thì bên cơ sở em làm toàn bộ chất liệu là gỗ sồi Nga và phun màu óc chó đấy, hay gọi là màu gỗ mun đuôi công đấy. Và bộ sản phẩm này thì là đơn đặt hàng của chị Thêm và anh đấy, anh đã xem cái YouTube nhiều bên cơ sở em và anh đã đặt hàng, gọi điện đặt hàng trực tiếp một bộ sản phẩm phòng khách này. Nếu mà anh chị nào đang quan tâm và đang có nhu cầu cần tìm mua sắm về phòng khách của nhà mình một bộ bàn ghế đẹp ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp tại xưởng đồ gỗ nội thất Giá Gốc bên em qua số điện thoại là 0981422297. Vâng, và bộ sản phẩm này ấy, thì hiện nay thì bên cơ sở em đã trả hàng lại cho anh chị đấy. Nếu anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tại xưởng đồ gỗ nội thất Giá Gốc bên em nhé. Vâng, bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em đang công khai báo giá đến tất cả anh chị. Bộ sofa đối này chất liệu là gỗ sồi Nga thì bên cơ sở em đang bán là 11 triệu chưa bao gồm đệm, và bao gồm đệm là 13 triệu 500 nghìn đồng nha anh chị nhé. Và một chiếc kệ kia thì bên em đang công khai báo giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, và combo bộ mẫu sản phẩm này chưa bao gồm đệm là 15 triệu và đã bao gồm đệm là 17 triệu 500 nghìn nhé. Nếu mà anh chị nào đang quan tâm và đang có nhu cầu cần tìm mua sắm về phòng khách của nhà mình ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp tại xưởng đồ gỗ nội thất Giá Gốc bên em qua số điện thoại 0981422297. Và em sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong kênh video tiếp theo.